Video từ UAV Nga cho thấy drone tự sát tập kích trúng khoang chứa đạn pháo trên xe tăng Abram của Ukraine ở khu vực trống trải gần Abdiivka. Theo trang Rusvesna, ngày 28 tháng 2 công bố, video do máy bay không người lái UAV ghi lại cho thấy khoảnh khắc xe tăng chiến đấu chủ lực Abram bị phá hủy trên tuyến đường gần làng Bedichi ở tây bắc Abdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Nguồn tin cho hay binh sĩ quân khu trung tâm đã theo dõi và dùng drone tự sát rẻ tiền để đánh trúng xe tăng trị giá nhiều triệu đô la. Trong video, chiếc Abram đứng bất động trên đường, không rõ là tổ lái đang ngắm bắn mục tiêu hay xe bị trục chặt. Vụ nổ lớn bùng lên phía sau tháp pháo và tạo ra cột khói trước khi đạn pháo trong khoang chứa bắt lửa và bùng lên đám cháy dữ dội. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video này. Phóng viên Nga Vladimir Soloviev ngày 26 tháng 2 thông báo binh sĩ lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 đã dùng drone góc nhìn thứ nhất FPV tập kích xe tăng Abram trước khi phóng một quả đạn từ súng chống tăng RPG để kết liễu nó. Ảnh chụp cận cảnh từ UAV Nga cho thấy khoang đạn pháo của Abram bị kích nổ và một số đám lửa chưa tắt hẳn ở khoang động cơ. Chưa rõ số phận của kiếp lái Ukraine. Về phía Nga, Nước này đã tiết lộ loại vũ khí được sử dụng để phá hủy xe tăng Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở Abdiivka. Đại diện phòng thiết kế Pirana ở Ulyanovsk cho hay, chiếc xe tăng Abram đầu tiên Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine đã bị phá hủy bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, Pirana. Đại diện phòng thiết kế nói, tôi nhận được thông tin này từ một khách hàng đã liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn đã phá hủy chiếc Abram. Người này nói rằng phương tiện tấn công chính là UAV Pirana của chúng tôi. Sau đó thông tin xuất hiện trên các bản tin và các kênh Telegram chiếu cảnh xe tăng Abram bốc cháy. Sự việc diễn ra 3 ngày sau khi lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine đăng video xe tăng M1A1 SA di chuyển gần đô thị Avdiivka và khai hỏa về vị trí có nghi có lực lượng Nga. Đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh thực chiến của xe tăng Abram trong cuộc xung đột. Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 31 xe tăng Abram phiên bản M1A1 SA cho Ukraine đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp, nhưng trong nhiều tháng trước đó, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực này đã không tham gia bất cứ trận đánh nào. Hình ảnh của chúng cũng rất hiếm hoi trên chiến trường Ukraine. M1 Abrams được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, biến thể M1A1 viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản dành cho quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ bị tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông. M1 Abram cũng có nhược điểm là rất ngốn xăng và đòi hỏi quy trình bảo dưỡng phức tạp như cần được vệ sinh bộ lọc gió hàng ngày để tránh hỏng động cơ. Đây là điều mà các binh sĩ Ukraine khó có thể thực hiện trên chiến trường khốc liệt. UAV Piranha 10 của Nga được thiết kế để mang theo lựu đạn với tổng trọng lượng lên đến 4,5 kg, bay được quãng đường từ 8 đến 15 km, tùy thuộc vào khối lượng tải trọng và điều kiện khí tượng. Nó sử dụng đạn P7VR với đầu đạn xuyên giáp có khả năng tạo ra sức mạnh đáng kể ngay cả đối với xe tăng Abram. UAV được trang bị các thiết bị giúp chống lại các biện pháp đối phó điện tử. Việc chiếc M1 Abram đầu tiên bị Nga bắn hạ gần Avdiivka cho thấy không có xe tăng nào của phương Tây sở hữu sức mạnh tuyệt đối trên chiến trường Ukraine. Theo Forbes, theo chuyên gia quân sự David H, việc M1 Abram bị bắn hạ ở Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Sự xuất hiện của UAV cảm tử hoặc UAV góc nhìn thứ nhất mang theo thuốc nổ hoặc đầu đạn chống tăng đang là mối đe dọa lớn nhất đối với các phương tiện bọc thép trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong trường hợp cụ thể này, xe tăng M1 được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Và tính tới thời điểm hiện tại, M1 Abram là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất có trong trang bị của quân đội Ukraine. Dù vậy, theo David H, không có chiếc xe tăng nào là bất khả xâm phạm, kể cả M1 Abram Dòng xe tăng duy nhất của phương Tây viện trợ cho Ukraine chưa bị bắn hạ là Leopard 1A5 do Đức sản xuất. Thế nhưng, chúng chưa từng xuất hiện gần chiến tuyến hay trong quá trình huấn luyện. Theo Forbes, việc Leopard 1A5 trở thành nạn nhân tiếp theo của UAV Nga sẽ sớm xảy ra khi các bên tham chiến đều tung vào chiến trường hàng chục nghìn máy bay không người lái mỗi tháng. Ngay cả đến hệ thống áp chế điện tử lẫn phòng không hiện đại nhất cũng không thể ngăn chặn hiệu quả làn sóng tấn công của loại vũ khí này, thì không có xe tăng nào là an toàn. Hầu hết các xe tăng phương Tây đều đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công từ trên nóc tháp pháo xuống Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là dòng xe tăng của Thụy Điển, Estrela 122, một biến thể khác của Leopard 2A5 nhưng có thêm lớp giáp trên nóc tháp pháo. Nhưng ngay cả loại xe tăng này cũng khó có thể chống chọi được với hỏa lực từ các cuộc tấn công liên tiếp từ UAV. Ukraine nhận 10 xe tăng loại này nhưng đã có hai chiếc trong số đó bị loại khỏi vòng chiến. Theo thống kê của Oryx. Số xe tăng dòng Leopard 2 do các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine bị loại khỏi vòng chiến kể từ đầu chiến dịch phản công cho đến nay là khoảng 14 chiếc với các biến thể Leopard 2A4, 2A6 và SRV 122. Theo Viktor Murakovsky, tổng biên tập tạp chí kho vũ khí của Tổ quốc, các đơn vị của Ukraine ở Abdiivka buộc phải tung M1 Abrams ra tiền tuyến do cạn kiệt xe tăng sau các đợt giao tranh với lực lượng Nga. Ông nói, biến thể M1 Abrams mà lực lượng Ukraine sử dụng bị lược bớt hệ thống liên lạc và bảo vệ, không có giáp uranium nghèo. Mẫu xe tăng này không có giáp nóc hay bất cứ bộ phận nào để chống drone. Đây là mục tiêu dễ dàng của các quân nhân Nga. Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Sando cho hay, sau khi chứng kiến nhiều xe tăng Leopard của Đức bị phá hủy trên mặt trận Zaporozhia, Mỹ đã chỉnh sửa lắp đặt hệ thống bảo vệ chủ động cho khoảng 30 chiếc M1 Abrams nhưng vẫn không giúp ích được gì. Hồi giữa tháng 1 năm 2024, một video xuất hiện cho thấy binh sĩ Ukraine lắp ráp phản ứng nổ M19 lên xe tăng M1A1. Giáp M19 dạng mô đun có thể lắp bằng tay do một công ty quốc phòng Mỹ sản xuất. Một bộ đầy đủ gồm 60 khối giáp bao phủ bên hai thân xe tăng với tổng trọng lượng khoảng 2 tấn. Giáp phản ứng nổ gồm các lớp thuốc nổ mạnh được đặt trong hộp thép gắn bên ngoài xe tăng, được thiết kế để tăng cường khả năng phòng vệ trước hỏa lực đối phương. Khi bi đạn chống tăng đối phương lao vào, khối thuốc nổ sẽ kích hoạt, làm trịch hướng luồng xuyên hoặc bẻ gãy thanh xuyên của quả đạn, giúp bảo vệ lớp giáp chính của xe tăng. Chuyên gia David H. nhận định, vấn đề với M19 là mẫu giáp này chỉ che được hai bên thân và vẫn để lộ những bộ phận dễ bị tổn thương khác của xe tăng. Trong đó có phần nóc, nơi chỉ có lớp thép dày khoảng 25mm, còn các loại giáp phản ứng nổ hiện có thì không. Điều này khiến xe tăng M1A1 của Ukraine dễ bị tấn công đột nóc bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ nhiều năm qua, lục quân Mỹ cũng đã tìm cách lắp ráp phản ứng nổ lên nóc xe tăng M1. Tuy nhiên, trên đỉnh tháp pháo của mẫu xe tăng này có nhiều thiết bị điện tử tinh vi, trong đó có anten cùng kính ngắm riêng cho xạ thủ và trường xe. Khi giáp phản ứng nổ phát nổ để đối phó quả đạn chống tăng, chúng có thể làm hỏng thiết bị xung quanh và thậm chí là móp lớp thép mỏng trên tháp pháo. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng diễn biến mới nhất cho thấy M1 Abram do Mỹ viện trợ cho Ukraine cũng cháy rụi như những chiếc xe tăng khác. Trước đó, ông Peskov từng tuyên bố xe tăng Abrams sẽ không thay đổi cục diện chiến trường Ukraine và chịu chung số phận như Leopard 2 và Challenger 2. Theo Tổng Giám đốc của Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov, ưu thế tuyệt đối của công nghệ quân sự phương Tây chỉ là chuyện hoang đường. Họ mạnh ở một số khía cạnh nào đó, nhưng chúng tôi cũng không kém cạnh. Hãy xem bao nhiêu chiếc Leopard Challenger, Bradley và phương tiện phương Tây nằm dỉ xét trên chiến trường. Đây là minh chứng cho năng lực của chúng tôi. Ông này cũng cho rằng thông tin lính Nga phá hủy M1 Abram của Ukraine đã phá vỡ niềm tin rằng mẫu xe tăng Mỹ là bất khả xâm phạm. Một huyền thoại nữa về tính bất khả xâm phạm của xe tăng Abram đã bị phá vỡ. Điều kỳ diệu đã không xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.